nghĩa là bạn phải bạn khi bạn tôn, bạn muốn tự do thì phải tôn trọng quyền tự do của người khác, không làm ảnh hưởng tới người khác, thì lúc đó cái quyền đó mới gọi là tự do. Nếu như bạn về, bạn ở Việt Nam, bạn tha hồ nấu mắm ăn thoải mái, có nghĩa là người nào cũng đồng quan điểm với bạn cả, bạn tha hồ sống. Nhưng bạn nếu như bạn ở Mỹ bên kia mà đem nấu mắm mà bạn tôi em mắm ở tôi kho, bạn sẽ chửi tôi hàng sớm chưa cảnh sát tới bắt tôi ngay. Nhưng mà vấn đề ở đây đó, là bạn ở Việt Nam thì cái văn hóa Việt Nam nó phù hợp với loại mắm này và chúng ta ăn được, ai cũng thấy ngon cả. Còn riêng con bên Mỹ, ở Mỹ thấy ngon không thấy ngon là chuyện của nó, ở đây thấy ngon là chuyện của ở đây, và ở đây người ta cảm thấy được thế nào ở đây hạnh phúc rồi làm ăn là nó ok, còn bên kia nó hạnh phúc thế nào kệ nó, ở đây chúng ta thoải mái được với chúng ta là đó là cái mà nói vui. Xin hỏi là nhưng mà vấn đề này cũng rất là dân chủ, rất dân chủ. Những người Mỹ cho rằng ở cái nước Việt Nam chúng ta không có dân chủ, không được đi bầu cử là không dân chủ. Vậy thì người xin hỏi là mình người dân Mỹ có được trực tiếp cầm lá phiếu để bầu lên ông Donald Trump hay là bà Clinton làm tổng thống hay không? Tức là người dân bình thường này có quyền là tôi bầu cho Donald Trump, ông này phải bầu cho bà Clinton. Có trực tiếp người dân được bầu hay không, hay cũng phải thông qua đại cử tri hay là thông qua một cái gì khác? Thì anh nói rõ rất rõ ra vấn đề này là không có cái vấn đề này hơi rộng đấy, hơi dài gì không dù rộng nhưng mà chúng ta rất sơ qua thì cái mà bầu cử của Mỹ đó không phải là ai cũng có thể bầu, mà vấn đề mà tổng thống lúc nào cũng vậy là nó thuộc về cái quyền của cử tri đoàn, nó thuộc về cái quyền cử tri đoàn dân bầu, nhưng mà cử tri đoàn là những người quyết định nhận mệnh ai là làm tổng thống, chứ không phải là dân bầu. Nói chung là vậy, để tổng thống mà vậy không phải là dân bầu, không được rồi, phải là đoàn bầu. Giống như đảng, hai cái đảng phái đó nó lựa chọn là thì ví dụ như cái đợt mà chung lên đó, đó nó không thì nhờ dân bầu cho bà cái dân nhiều hơn, đúng. Nhưng mà chung lại là người thắng cử tri đoàn. Vâng, xin đỗ đại nhân. Bây giờ cái vấn đề dân chủ nhân quyền ấy, thì ở một cái chương trình khác thì mình có khả năng mình sẽ bàn nó rõ hơn, thì là cái dân chủ nhân quyền thì nó rất là rộng. Nhưng mà hiện nay thì cái thời gian thì nó cũng gần hết rồi, thì hiện nay có một cái tin rất là nóng mà cái thời gian vừa rồi ấy, thì là bây giờ các bạn sẽ cùng tôi sẽ cung cấp cho các bạn cái thông tin về cái nhà thờ ở Thiêm. Đấy, thì là dòng tu của các sư ở cái nhà thờ Thủ Thiêm. Thì tôi nói với các bạn là những cái dòng cái dòng tu của Thủ Thiêm ấy, thì tôi đang nói về cái chương trình, tức là gần 40 phút về cái tất cả những cái về vấn đề ở bán đảo Thủ Thiêm. Và tôi cũng nói qua về cái vấn đề nhà thờ Thủ Thiêm, thì tôi nói cung cấp cho các bạn cái thông tin là như thế này. Hiện nay tức là linh mục Nguyễn Thái Hợp đã vào trong Sài Gòn này để mà gọi là chỉ đạo để gây những cái sự phá rối ở cái người ta dựa vào cái nhà thờ ở bên Thủ Thiêm để mà phá rối chính quyền. Thì tôi nói với các bạn này, tức là hiện nay ấy, ở cái nhà thờ Thủ Thiêm theo tôi được biết và tôi cũng đã sang đó rồi, thì nhà thờ Thủ Thiêm thì nó ở bên cạnh đó là một cái trường rộng, thì là ở đó nhà thờ Thủ Thiêm thì không có các cha quản sứ mà chỉ có các sư quản lý ở đó thôi. Thì là cái trường rộng thì các sư đã đồng ý để cho giải tỏa cái trường dòng đó và để chuyển cái trường dòng đó sang một vị trí khác. Còn riêng nhà thờ Thủ Thiêm hiện nay thành phố chưa có một cái chủ trương gì dứt khoát về cái nhà thờ Thủ Thiêm đó. Nhưng với cái theo như tôi được biết ấy, với chủ trương của thành phố, nếu mà nhà thờ Thủ Thiêm là một nhà thờ cổ đẹp thì mình có thể khả năng mình tu bổ và mình giữ lại cái nhà thờ Thủ Thiêm để cho nó phù, nhưng với điều kiện nó phải phù hợp với cái quy hoạch tổng thể của cái khu bán đảo Thủ Thiêm. Vì bán đảo Thủ Thiêm như các bạn sẽ được thấy cỡ khoảng 5 hoặc là 6 năm nữa thì ở đó sẽ mọc lên một cái thành phố thuộc dạng hiện đại nhất Đông Nam Á, và nó gần như là cái khu đông của Thượng Hải bây giờ. Cho nên là cái chuyện là chúng nó cứ rêu rao ra hiện nay là mình giải tỏa cái nhà thờ Thủ Thiêm là không có. Theo tôi có hai quan điểm. Thứ nhất là nếu mà nhà thờ Thủ Thiêm nó phù hợp với quy hoạch của thành phố mà nó phù hợp với cái quang cảnh ở cái khu vực đó thì thành phố nên giữ lại cái nhà thờ Thủ Thiêm. Nếu mà ví dụ như nhà thờ Thủ Thiêm đặt ở cái vị trí đó mà nó phá vỡ những cảnh quan của cái toàn bộ cái khu đông của thành phố thì mình nên tức là thảo luận với các giáo dân và các sơ ở
ở đó để mình di chuyển nhà thờ Thủ Thiêm đi đến một chỗ khác. Cái chuyện đấy là theo tôi là hoàn toàn hợp lý, thì anh em mình ở trong này mình phải hiểu là cái chủ trương của thành phố và cái âm mưu của thằng Linh Mục Nguyễn Nhà Hậu nó vào đây để nó kích động những cái chuyện đó. Vâng, xin mời đây. Cái riêng vấn đề công giáo của nó này, đây là giám mục Nguyễn Thái Học. Thì ông Nguyễn Thái Học vừa qua cho rằng đây là vấn đề Vatican quan tâm, và ông ấy nói là một số nguồn tin thì ông ấy cho rằng đó là đây là Vatican chỉ đạo là ông ấy làm đây là một điểm nóng. Thì đây là chúng ta nhất là phải có cái nhất là các cơ quan chức năng, các cơ quan truyền thông chính thống cần phải có thông tin chính xác. Thứ nhất là chúng ta giờ thấy vận động người dân để hiểu về cái chủ trương của thành phố, vì thành phố chưa có cái chủ trương nhất định đối với cái nhà thờ Thủ Thiêm thì thôi. Còn riêng về trường dòng đã chấp nhận di chuyển thì phải di chuyển thôi, cách bình thường. Thì riêng nhà thờ Thủ Thiêm nếu như thấy có giá trị lịch sử của nó thì chúng ta cứ để theo cách nào đó, thì đối với ý kiến riêng tư mọi người cứ góp ý cho thành phố. Rồi đó. Còn riêng về cái ông Nguyễn Thái Hợp thì chúng ta phải coi lại đây là một tay chống động, cho nên là các quan điểm của hắn chúng ta cần phải nhất là chúng ta phải nghiên cứu và chặn lại không tay số đông. Ít nhất là chúng ta phải coi tên này nó lợi dụng cái nhà thờ Thiêm để chống phá như thế nào, và chúng ta có cái biện pháp. Và nhất là nếu vậy chúng ta phải có cái sự đề phòng, ngay cả bản thân giáo dân cũng đề phòng. Những linh mục giám mục nào đã có quan điểm chống cộng thì phải coi lại những lời ăn tiếng nói của họ có nên tin nữa hay không. Bởi vì cái tâm tư họ mà họ lợi dụng kinh thánh để bày tỏ tâm tư thì lúc này lợi dụng tôn giáo hoạt động chính trị rồi. Nên là cần phải coi lại cái tư cách giám mục của cái tay Nguyễn Thái Hợp này. Đó. Đúng, mình hoàn toàn đồng ý với lấy ý kiến của Tổng Nghĩa, nhưng mà xin phép các bạn xin được quay lại cái vấn đề mà Trần Nơ vừa hỏi anh Lận Minh, là vấn đề mà nhiều những cái luồng thông tin ở nước ngoài cho rằng ở Việt Nam chúng ta không có tự do bầu cử. Nhưng mà thật ra mà nói ở Việt Nam chúng tôi rất tự do, bởi vì cái hệ thống bầu cử ở Việt Nam tuy là nó khác Mỹ nhưng mà nó cũng không khác sao, như bởi vì ở bên Mỹ gọi là những cử tri đoàn, thì ở Việt Nam chúng tôi cũng có những từng bước một. Trước hết là những bầu ra những đại biểu quốc hội, mà những đại biểu quốc hội này thì đều được dân lựa chọn, đều được mặt trận tổ quốc, và mặt trận tổ quốc là tập trung tất cả những cái đoàn thể rồi kể cả những hội ước là đều mặt trận giới thiệu từng người lên, rồi phải qua nhiều vòng họp thương lựa chọn, lấy ý kiến của quần chúng, lấy ý kiến của những cơ quan hàng toàn đoàn thể, rồi mới lựa chọn họp thương lần thứ nhất hiệp, thương lần thứ hai hiệp, thương lần thứ ba, rồi lúc đó mới xuất danh sách. Ví dụ đơn vị bầu cử này được bầu 5 người thì thường là ở trên bản danh sách 10 người hoặc 8 người, rồi sau đó bầu lấy 5 người. Những người đó là đại diện của những người dân, cũng giống như là mình nghĩ là một cái cử tri tên là cá nhân này thì làm phải có những cái cử như vậy. Đây là chúng tôi muốn nói lên, bác bỏ những cái luận điệu cho rằng ở Việt Nam không có tự do bầu cử hoặc là bầu cử theo điều khác. Ở Việt Nam rất dân chủ trong vấn đề này, và lên đến quốc hội cũng thế. Thì sau khi mà đã bầu đủ cái số lượng đại biểu quốc hội thì ở đại biểu quốc hội đó lại mới giới thiệu những cái chức danh, rồi là cũng phải qua những cái đợt mà bàn bạc kỳ cương rồi mới lựa chọn này là còn một ngày ông hành đi ông bán bầu. Cho nên ở Việt Nam những luận điệu cho rằng Việt Nam không được tự do, không được trực tiếp bầu chủ tịch, không được trực tiếp bầu thủ tướng là hoàn toàn không đúng. Không có ngại mình là những ký thì là ở Mỹ đó không phải ai cũng muốn bầu được bầu đâu, là mấy thằng bao que mấy thằng mà chống phá đất nước nó xin lại rồi. Bây giờ anh muốn đi bầu anh phải đăng ký đi bầu, anh phải có giấy bầu, chứ không phải là anh muốn tôi là công dân Mỹ tôi chạy vô đó tôi bầu. Không có chuyện đó ở Mỹ. Anh muốn đi bầu anh phải lên đó anh đăng ký với lại cái chính quyền địa phương, rồi anh phải có cái tờ giấy, anh phải xuất trình cái chỗ bầu, anh vô đó anh mới được đi bầu, mà anh phải đăng ký có giấy đàng hoàng nha, chứ không phải là ai cũng đi bầu đâu, không phải vậy. Trần Lâm muốn nêu vấn đề này lên để làm sáng tỏ trên nhiều những cái luận điệu cho rằng ở bên Mỹ là tự do nó tự tay đi bầu tổng thống, còn ở Việt Nam thì không được bầu thủ tướng. Nhưng thực sự chúng ta đã đi bầu thủ tướng và bầu thủ tướng rồi, bởi vì chúng ta thông qua những vị đại biểu quốc hội mà chúng ta đã bầu lên ở những cái đơn vị bầu cử, họ đại diện cho chúng ta đã tin tưởng bỏ phiếu cho, đó rất là dân chủ rất đấy. Cái tại sao lại nói rằng là không được bầu đấy là làm điều. Vâng, xin Nghĩa có một câu hỏi, tại vì Nghĩa chưa được đi nước ngoài. Chưa được đi Mỹ cho nên không biết cách quản lý tôn giáo ở Mỹ như thế nào. Vậy thì bây giờ nếu như nước Mỹ nói Việt Nam không có tự do tôn giáo, vậy thì nếu để cần học hỏi vậy thì Việt Nam sẽ học cách quản lý tôn giáo như thế nào?
ở Mỹ. Ví dụ như là ở Mỹ có được, người ta có được bắt linh mục hay không, có quyền đập phá nhà thờ, có quyền vô nhà thờ bắt linh mục không? Không có bắt, nhưng mà đem máy bay trực thăng tới bắn nè. Thì cái ông David Koresh đó, trả lời vậy được chưa? Trực thăng Apache, chiếc Apache là cái chiếc trực thăng hiện đại. Rồi tại vì làm sao để mà khi mà người ta có cảnh sát tới bắt linh mục mà không, dân Mỹ nó không nói là đàn áp tôn giáo. Mà ở Việt Nam chỉ cần vừa đụng tới cái nó đàn áp tôn giáo. Wow, tôi vừa rồi tôi xem một cái clip. Tức là cái ông Hòa Thượng Thích Thông Lai. Thích Thông Lai. Vâng, dẫn người đi biểu tình, cảnh sát đến để chặn như vịt. Vâng, ở Việt Nam đã có cái hình tượng đó chưa? Ở bên đấy biểu tình là phải xin phép. Giống như là mình có cái tổ chức, phải đến đó anh xin phép, anh phải có giấy phép. Và anh phải cho biết cái số lượng khoảng chừng bao nhiêu. Để đặng mà cái chính quyền địa phương người ta ổn định trật tự. Mà nếu mà những người đó mà họ vi phạm là Mỹ bắt cầm cái cục dụng xe rồi la đó người ta tò phạt, chứ không có nhân quyền gì hết đây hả? Nhân quyền gì? Được pháp trước là phải đóng tiền trước. Ngu đó, đóng tiền không phải đóng tiền trước đúng không? Đóng tiền để đặng mà bảo đảm là mọi sự nó đều mà trật tự. Bởi vì nếu mà nó có chuyện gì xảy ra thì cái số tiền đó giống như cái tiền mà nó gọi là liability, thì cái tiền đó, cái tiền giống như cái bảo hiểm. Tôi nói với anh là ở trong nước tôi có một số thành phần mà nó cũng lạ lắm. Ví dụ như vừa rồi chúng tôi đến họ Hoàng, tôi phản đối ông Tân đòi lật đổ nhà nước, phản đối ông Linh Mục Nhi Tân là xúc phạm với Bộ Hồ Chí Minh. Thì có một số đứa trong một cái nhóm gọi là nhóm VHK vậy đó, nó lại nói với tôi rằng là tao thắt tụi bay tới đó lần rồi. Giờ này chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam mình lại có một cái số nhóm ủng hộ cho cái đám Linh Mục đó quậy phá. Có nghĩa các anh, có anh tên là Quân Khúc gì đó, anh ta tuốt lên là thắt tụi bay đến Thọ Hòa gặp ông Tân lần nữa vào 20 giờ ngày mấy tháng mấy đó. Tôi thấy rằng là chúng ta trong đất nước chúng ta vẫn còn có một cái bộ phận người dân, nói chung là họ có cái tư tưởng cực đoan, do cái chế độ ngày xưa để lại đó, họ có cái thù hằn và ủng hộ bất kể, có nghĩa là miễn sao làm tổn hại đến nhà nước là được. Họ không cần biết đúng sai gì cả, miễn thấy ai giữ nhà nước là nó mừng và nó theo nó ủng hộ thôi. Vậy nên mình thấy là hiện tại là đất nước chúng ta vẫn còn có cái gọi là cái tư tưởng của những cái người ngày xưa đó, là do đu càng đầu cực khổ quá, nhục nhã quá, nên bây giờ người ta cũng còn có những cái sự trả thù, nên là có những cái lời nói nó miệt thị cũng như là nó thách thức chúng ta. Thưa các anh chị này, theo tôi tin tưởng này, tức là tôi đã sống ở những cái giữa vùng công giáo, ở tức là từ nhỏ cho đến lớn, thì tôi có một cái nhận xét này: những người dân mà theo đạo công giáo càng ngày người ta càng tốt lên rất nhiều. Đấy, theo thời gian các bạn sẽ thấy những nhận thức của người ta, những tri thức của người ta càng ngày càng tốt hơn lên, thì cái sự quậy phá đất nước thì càng ngày càng ít đi. Các bạn hãy tin tưởng một điều đó. Và theo tôi được biết, tôi là những người thôi, hiện nay có cái bạn ở bên những người theo đạo Thiên Chúa Giáo, Thiên Chúa Giáo rất nhiều. Và hiện nay tôi có một người bạn thân hiện nay là xa xứ ở giáo xứ Bù Xu ở ngoài Nam Định. Bạn thân của tôi là cái nơi nổi tiếng thì Bù Xu phát diệm là rất là nổi tiếng. Vâng, có ý kiến. Vâng, thưa các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục và hiện ở có ý kiến gì về nhà Thiên đấy. Thì nhắc đến cái việc mà Quân Khúc thách thức chúng ta đến Thọ Hòa lần nữa đó, thì cũng vẫn thấy là buồn cười. Đất nước này đâu phải của Nguyễn Duy Tân, đất nước này là của chúng ta. Chúng ta đâu có dùng cấm nào để chúng ta đi đến đâu. À, muốn đến thì đến. Và nhà thờ đó cấm à? Nhà thờ đâu phải là cái nơi đau thương dùng vũ khí. Ba đà làm đó, vấn đề này Trịnh Ngơ đã chính thức lên tiếng xác nhận là mày cứ thiết lập cái cuộc gọi đó, ta sẽ đến được mình. Nhưng mà rồi giờ hôm nay ngày 1 thì đã thấy nó làm gì. Vâng, thưa các bạn, chúng tôi cũng chỉ muốn cung cấp cho các bạn những cái suy nghĩ rất cá nhân của chúng tôi. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn gặp nhau có cả anh Lợi Minh là Việt Kiều. Chúng tôi trân trọng nhau ở một cái tấm lòng chân thật. Cho nên chúng tôi đến với nhau bằng cái sự chân thật. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng những kiều bào ở nước ngoài hãy nhìn về đất nước. Hãy Trần Lâu có thể nói câu này, đồng bào có thể tiêu vào lòng. Nhưng Trần Ngươi chỉ muốn mọi người hãy dũng cảm lên nhìn vào sự thật. Bởi vì chúng ta chỉ có chấp nhận sự thật, từ sự thật đó chúng ta mới đánh giá được những cái xác nó mới chính xác hơn. Còn nếu chúng ta không chấp nhận sự thật, không tôn trọng sự thật, thì cái nhìn của chúng ta sẽ rất lệch lạc.
Chúng tôi, những người dân trong nước luôn yêu quý và trân trọng những người kêu gọi biết trân trọng sự thật, biết chấp nhận sự thật. Chúng tôi làm rất đúng theo cái tinh thần nghị quyết 36 mà ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản đã phổ biến tới từng người dân. Bất kỳ một ai, dù là người dân rất bình thường, dân Đại Minh hay anh Võ Hoàng Cung, nhưng đến với chúng tôi, nhìn đất nước chúng ta với một tấm lòng chân thật, đều được trân trọng như nhau, không cần phải là nhà báo hay là thừa lãnh nhà nước hay là cái gì về cả. Chúng tôi rất trân trọng. Ở đây ngại rồi. Đây là người dân rất bình thường, nhưng mà những kẻ như nhà báo hay là được nhà nước Việt Nam mời về nhưng xuyên tạc sự thật thì chúng tôi cũng coi là rác. Đây là cái quan điểm của tỉnh Cầu. Vâng, đói. Xin được thân ái chào tất cả mọi người. Cho anh câu này. À, thực ra thì nhân dân Việt Nam đang rất ái ngại và dị ứng với hai từ nhà báo. Rồi, xin chào tất cả bạn. Vâng, xin chào.